Xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 2 Các phép tính với số thập phân, sách giáo khoa môn toán lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách của lớp 6 thầy làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ rồi. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 32 nào. Đấy, như vậy thì đây là cái nội dung về lý thuyết này. Thì các em có thể tự đọc nha. Thầy sẽ không hướng dẫn và giảng gì về cái lý thuyết nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành vào làm các cái phần bài tập của cái bài này. Mình sẽ đến với cái bài thứ nhất này, thực hiện các phép tính. Bài số 1, câu A này. Chúng ta có 32 trừ đi trừ 1,6 này. Đấy, vậy chúng ta thấy này, trừ đi trừ này. Thì khi bỏ dấu này, khi bỏ dấu thì đằng trước này có dấu gì? Dấu trừ. Thì ở trong ngoặc này phải đổi gì? Đổi dấu, như vậy nó sẽ bằng 32 cộng với mấy? Cộng với mấy các em? Cộng với 1,6. Như vậy 32 cộng 1,6 thì mình chỉ cần nhẩm này. Đây phần gì? Phần nguyên này. Đây phần nguyên này sẽ là 33,6. Xong chưa? Đấy, rất đơn giản nhá. Rồi đến câu B này. Âm 0,5 nhân với 1,23. Như vậy đây chỉ là cái gì các em? Nhân một số gì? Nhân một số âm với một số dương thì kết quả chắc chắn là gì? Nó là một số âm rồi đó. Chúng ta sẽ lấy giấy ra, chúng ta nhân cái này. 0,5 này, các em nhân với 1,23, đúng không? Đấy, vậy thì tạm thời mình sẽ bỏ qua cái gì? Bỏ qua cái dấu trừ và bỏ qua các cái gì? Dấu phẩy này nhá. 5 x 3 15, viết 5 nhớ 1 này. Được chưa? 5 x với 2 là 10, nhớ 1 11, viết 1 nhớ 1. 5 x 1 là 5, nhớ 1 là 6 này. Như vậy các anh không mà nhân với đây thì nó sẽ là 0 0 0 đúng không? 5 này, 1 này, 6 này, 0 này. Các em đếm nè, 1 2 3. Chúng ta đếm từ bên phải sang 1 2 3 sẽ bằng bao nhiêu? 0,615. Như vậy anh này sẽ là âm 0,615. Được chưa? Đấy, câu B xong nhá. Rồi sang câu C. Sang câu C nè. Âm 2,3 cộng với nè âm 7,7 nè. Đấy, như vậy thì đây có phải là gì? Cộng hai cái số như thế nào đây các em? Cộng hai số cùng dấu. Nhưng mà mình thấy này, nợ 2,3 nợ thêm mấy nữa? Nợ thêm 7,7 đúng không? Vậy thì mình sẽ bỏ cái dấu này ra thì nó sẽ trở thành là gì? Âm 2,3 cộng với trừ nè. Cộng với trừ thì khi chúng ta bỏ dấu thì ở trong ngoặc phải đổi gì? Phải giữ nguyên nè, đúng không? Đằng trước dấu cộng thì trong ngoặc phải giữ gì? Giữ nguyên nhá. Đấy, vậy thì đây phải nợ 2,3 để nợ thêm 7,7 nữa thì các em nhẩm đây. 7,3 là 10 với 0 nhớ 1. 7 với 2 là 9, các em nhớ 1 là 10. Như vậy sẽ là 10,0 thì chúng ta sẽ ghi là 10. Và đằng trước này có dấu gì? Dấu trừ nhá. Vậy thì đây sẽ là được âm 10 nhá. Xong chưa? Rồi câu D. 0,325 trừ cho 3, phải gì? 3,1. Đúng không? À, 3,21 nhá. Đấy, thầy nhìn số một cái mà đã viết sai là đi sai luôn đó. Như vậy đây có phải là gì? Trừ hai số, đúng không? Vậy thì số này số gì? Số bé đây số gì? Số lớn này, đúng không? Số bé, số lớn này. Các em có thể để như thế này, chúng ta trừ cũng được. Đấy, để như này trừ cũng được. Hoặc là chúng ta sẽ đảo lên, lấy số gì? Số lớn này, 3,21 này, trừ cho 0,325. Nhưng mà đằng trước này phải có dấu gì? Dấu trừ. Đây là số bị trừ, đây là gì? Số trừ, đúng không? Số bị trừ nhỏ hơn số trừ, chúng ta sẽ lấy số trừ trừ đi số bị trừ và đằng trước đặt số gì? Dấu trừ nhá. Nguyên tắc của trừ số gì? Số âm nữa các em. Đấy, vậy thì mình có thể trừ đi nè. Như vậy đây sẽ là 210 này. 10 trừ đi 5 thì bằng mấy? Bằng 5, đúng không? Đấy.
viết 5 nhớ 1 nè. Như vậy 1 này, 1 này, giờ chúng ta thằng 2 này nhớ 1 là 3, vậy thì 1 trừ đi 3, tức là 11 trừ đi 3 thì bằng mấy? Bằng 8 nè. Đúng chưa? Đấy, này viết 8 nhớ 1 tiếp nhá. 12 trừ đi 4 thì bằng mấy? Bằng 8, viết 8 nhớ 1. 3 này trừ đi 1 thì sẽ còn mấy? 2. Vậy thì ở đây chúng ta thấy nè, 1 2 3, 1 2. Chúng ta đếm sang. Dấu ở đây sẽ là dấu gì? Dấu âm nhá. Âm 2,885. Xong chưa? Đấy, bài số 1. Sang bài tiếp theo, bài số 2. Thực hiện các phép tính. Mình có câu A. Âm 8,4 nhân 3,2. Đấy. Vậy thì chúng mình nhìn thấy đây nè, nhân một số âm với một số gì? Số dương thì chắc chắn tích của nó tìm được sẽ là một số gì? Một số âm. Đấy, chứ không có đường nào mà đi đâu hết, đúng không? Vậy thì mình sẽ lấy 8,4 nhân 3,2. Đúng không? 4, 2 là 8. 8, 2, 10. 16, 4, 3, 12. Viết 2 nhớ 1. 8, 3, 2, 4 nhớ 1, 2, 25. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ được kết quả 1, 2. Các em đếm sang. 26,88 và đây dấu gì? Dấu trừ. Được chưa? 26,88. Rồi, câu B. 3,176. 3,176 trừ cho mở ngoặc 2,104. 2,104 à. Cộng cho 1,18. Cộng 1,18. Vậy thì chúng mình nhìn thấy đây nó có dấu gì? Dấu ngoặc nè. Trong ngoặc thì chúng ta sẽ làm phép tính gì? Ở trong ngoặc trước nè, 1,7,6. Có hai cái cách để chúng ta làm. Có thể chúng ta cộng luôn ở trong ngoặc, hoặc ta bỏ cái ngoặc này ra cũng được. Như vậy thì bỏ ngoặc ra thì đối với phép tính này nó sẽ hơi lâu hơn, đúng không? Nên mình sẽ quyết định thực hiện phép tính ở đâu? Trong ngoặc trước. Được không? Rồi chúng ta cộng vào. 4 cộng với 0 thì sẽ bằng 4 nè. 0 cộng với 8 thì bằng 8 nè. 1 cộng 1 sẽ là 2 nè. Được chưa? Vậy thì đây là phần gì? Phần nguyên 2 cộng 1 sẽ là 3. Đấy, vậy đây dấu gì? Dấu phẩy. 3,176 trừ cho 3,28284. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì ở đây cũng giống như bài vừa nãy nè. Đây là số gì? Số bị trừ nhỏ hơn số trừ. Thì chúng ta sẽ lấy gì? Lấy số lớn nè. 3,284 trừ cho 3,176. Đằng trước kem đặt cho thầy dấu gì? Dấu trừ. 14 trừ đi 6 thì bằng mấy? Bằng 8, viết 8 nhớ 1. 8 này trừ đi 8 thì bằng mấy đây? Bằng 0. 2 trừ đi 1 thì còn mấy? 1. Như vậy 3 trừ 3 bằng 0. Dấu phẩy nè. Kết quả là âm 0,1008. Được chưa? Rồi sang câu C nè. Âm 2,89 trừ cho 8,075 cộng 3,14. Đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy có một phép tính ở trong trong ngoặc này. Các em có thể thực hiện phép tính ở trong ngoặc này trước cũng được, không có sao. Hoặc là gì, chúng ta bỏ cái ngoặc này ra cũng được nhé. Tùy theo cách làm, cách làm nào cũng được, miễn làm sao kết quả chúng ta phải đúng này. Như vậy đây là số âm này. Chắc chắn đây phải là một số gì? Số âm, vì số này số nhỏ nè. Số bé trừ đi số lớn nè. Tạm thời chúng ta không tính gì tới dấu trừ này nhá. Có phải là 2,89 trừ đi 8,0775 thì nó sẽ bằng cái gì các em? Sẽ là 8,075 các em trừ đi 2,89 và đằng trước này phải có dấu gì? Dấu trừ, đúng không? Đó, đúng chưa? Đấy, vậy thì khi chúng ta trừ đây nè, sẽ được một số trừ đó nè. Hoặc kết quả được bao nhiêu không cần biết, chắc chắn là gì? Cái hiệu ở trong này nè, phải là một số trừ nè. Đây nhá, thầy đang làm đây này, không có nhiều em này thắc mắc bảo không biết ở đâu ra. Như vậy chúng ta trừ nhầm nè. 5 trừ đi 0 thì bằng mấy?
bằng 5 nè. Được chưa? 7 trừ đi 8 tức là 17 trừ đi 8 thì bằng mấy? 9. À xin lỗi, 17 trừ đi 17 trừ đi 9 nhé. 17 trừ 9 thì sẽ bằng 8 nè. Đấy, viết 8 nhớ 1 nè. 0 thì trừ đi 9 nè, tức là 10 trừ đi 9 thì sẽ còn mấy? Còn 1. Đúng chưa? Đó. Vậy thì 8 này trừ đi 3 sẽ bằng 5. Kết quả sẽ là 5,1885. Đó. Vậy thì đây, nhớ đây là âm 1. Âm là gì? 5,185 cộng 3,14 này. Vậy thì đây này, trừ đi trừ này thì sẽ là một dấu gì? Số cộng đúng không? Trừ đi trừ thì sẽ là cộng. Như vậy thì mình chỉ cần viết là gì? 5,185 cộng 3,14. Được chưa? Đó. Giờ các em cộng đây là hai số gì? Hai số dương. Cộng vào, 5 cộng 0 bằng 5. 8, 4, 12, viết 2 nhớ, 1. 2 cộng 1 sẽ là 3. Và 5 cộng 3 sẽ là 8. Dấu phải, 8,3,2,5. Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy, cái này có phải bằng 8,325 không? Chính xác nhé. Rồi, mình sang bài tiếp theo. Bài số 3 thì yêu cầu là tính hợp lý. Đấy, tức là cái cách hợp lý thì chúng mình phải áp dụng những tính chất phân phối, tính chất giao hoán, tính chất gì? Kết hợp. Đấy, rất là nhiều đúng không? Các cái loại kính thưa, các loại tính chất để đưa vào đây, chúng mình sẽ gì? Giải quyết nó. Đúng không? Đó. Như vậy mình sẽ có câu A này. Âm 4,5 cộng 3,6 cộng 4,5 cộng với âm 3,6 này. Đấy, vậy mình nhìn thấy này, 4,5, 4,5 này, 3,6, âm 3,6 này. Cái này thì chúng ta chỉ việc làm sao? Áp dụng tính chất gì? Giao hoán thôi. Nó là những số gì? Cặp số đối đó. Bắt cặp cho nó. Đúng không? Đúng chưa? Đó, vậy thì đưa đây, mình sẽ đưa anh âm 4,5 này với cái anh 4,5 này này vào một nhóm này. Được chưa? Cộng 4,5. Đấy, các em đưa vào một nhóm, dùng ngoặc vuông nhá. Cộng bao nhiêu? 3,6 cộng với gì? Âm 3,6. Đấy, đây ngoặc vuông nhá. Như vậy thì 0 cộng với 0 thì bằng gì? Bằng 0. Đúng không? 0 là 0 đấy các em. O tròn như quả trứng gà đấy đúng không? Các em nói vui. Hôm nay tao không học bài đúng không? Nói mày tao tí nhá. Hôm nay tao không học bài nên bị con ngỗng hay là con 0. Thôi nó chui thôi. Chứ dễ gì mà học kênh này mà bị con 0 được đúng không? Bèo nhất cũng phải 7-8 điểm. Rồi, cộng với âm 7,9 cộng với âm 2,1 cộng với 7,9 nè. Đấy, như vậy thì mình sẽ nhìn thấy nè, những có những cái thằng này nè, 2,1 nè, 2,1 nè, 7,9, 7,9 nè, mỗi thằng này nó lẻ thôi nè. Em này em bị lẻ loi thì mình sẽ cho em ra ở riêng một mình, đúng không? Đấy, mình sẽ bắt cặp những em này vào một chuồng. 2,1 cộng với gì? Âm 2,1. Đó, sách này còn dễ hơn mấy sách kia rất nhiều. Đây, 7,9, 7,9 nè. Cộng với gì? Âm 7,9 cộng cho 7,9. Đó, nhốt chung hai em này vào một chuồng. Bây giờ chỉ còn mỗi em này lẻ ra thôi. Là 4,2. Đúng không? Đó. Vậy thì hai anh này là số đối bằng 0, hai anh này số đối sẽ bằng 0 cộng với 4,2. 0 cộng với một số thì sẽ bằng chính cái số gì? Số đó. Ngon chưa? Ngon như là ăn kem ấy đúng không? Rồi, câu C nhá. Âm 3,6 nhân 5,4 cộng
5,4 nhân với âm 6,4 nè. Nhìn thấy nè. Nhìn thấy cái gì? Công thức này các em. A nhân với B cộng với C thì sẽ bằng A nhân B cộng A nhân C. Vậy có hai số A này. Đây, 5,4, 5,4 đây nè. Đó. Phải nhìn ra được ngay nhé. Nếu các em làm được tốt cái này á, sau này chúng ta lên lớp 8 là chúng ta sẽ học về các hằng đẳng thức cũng như là rút gọn. Rất là ngon lành. Được chưa? Vậy thì 5,4 đây mình sẽ là số gì? Số A. Vậy thì ở trong này nè sẽ là số gì? Trong này sẽ là số nào đây? Âm 3,6 nè. Chúng ta cho cái này ngoặc vuông nhá. Ngoặc vuông. Cộng với mấy? Cộng với gì đây? Cộng với âm 6,4. Đó. Như vậy ở đây có dấu ngoặc thì mình sẽ thực hiện phép tính ở đâu? Trong ngoặc. Nợ 3,6 nợ thêm 6,4 nữa. Như vậy nợ bao nhiêu? 64 là 10 không nhớ 1, 63 là 9 nhớ 1 10. Như vậy nợ ở đây là nợ âm gì? Âm 10. Đúng không? 5,4 mà nhân với âm 10 tức là gì? 5,4 nhân 10 thì sẽ bằng bao nhiêu? Dịch chuyển đi một dấu phẩy sang đâu? Sang đâu? À đúng rồi, sang bên tay phải nhá. Đấy, sẽ là 54. Và nhớ đây dấu gì? Dấu âm. Ổn chưa? Rồi, sang bài số 4. Bài số 4 này ta cho như sau. Phải để thấy giấy nhá. Bài 4 nè. Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài. Hình chữ nhật nha. Hay chiều dài nè. Người ta cho mình chiều dài bao nhiêu? 31,21 cm. Chiều rộng nè. Bao nhiêu đây? 22,52 cm. Đấy, như vậy ta hỏi đây là hỏi cái gì? Vậy thì cái diện tích nè. Diện tích tính chính là gì? S đó đúng không? À, diện tích là bao nhiêu? Như vậy thì diện tích này phải là cm gì? Mét vuông. Áp dụng công thức diện tích của hình chữ nhật thì bằng A nhân gì? Nhân B. A là chiều dài, B chiều rộng. Được không? Quá dễ rồi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành viết lời giải. Diện tích của hình chữ nhật đó là diện tích cái hình chữ nhật này, đó là chiều dài bao nhiêu? 31,21 nhân cho chiều rộng 22,52. Rồi giờ chúng mình sẽ đặt phép tính. Ba mốt phẩy hai mốt nhân 22,52. Tạm thời bỏ qua dấu phẩy, nhân như nhân số tự gì? Tự nhiên. Đúng không? 1 nhân 2 là 2 nè. Đúng không? Đấy. 1 nhân 5 là 5. 1 nhân 1 là 1. 1 nhân 3 là 3. À đâu? Xin lỗi. 1 nhân 2 là 2 chứ. Đây là 2 chứ. Thầy đang cứ đang nhìn ở đây. 2 nhân với 2 là 4. 2 nhân với 5 là 10. Viết 0 nhớ. Nhớ 1 nè. Anh nhớ chỗ này số 2 nhé. 2 x 5 là 10 với 0 nhớ 1 này. 2 x với 2 là 4 nhớ 1 là 5. 22 là 4 nè. Được chưa? Đây chúng mình viết lại này, nhân 1 này sẽ là 2 này, 5 này, 2 này, 2 này. Được chưa? Bây giờ đến số 3 này. 3 x 2 là 6 nè. 3 x 5 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 2 là 6 nhớ 1 là 7. 3 x 2 là 6, các em cộng vào 2 9 4. Như vậy đây sẽ là bao nhiêu? 18. Đúng không? Viết 8 nhớ 1. 4 với 5 là 9. 9, 2, 11. Nhớ 1, 12. Viết 2 nhớ. Nhớ 1. 7, 2, 9, 1, 10 với 0 nhớ 1. 6 này chúng ta nhớ 1 là 7 nè. Được chưa? Chúng mình đếm nè. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Như vậy sẽ là 702,8492. Đấy. 702,8492.
đơn vị là cm gì vuông. Và chúng ta ghi cho thầy đáp đáp số nhé. Được chưa? Đấy, đây các em tự ghi đáp số vào. Xong. Bài số 5. Khối lượng vitamin C. Vitamin C là những cái chất mà chúng ta ăn vào thường thường là chua đúng không? Thì gọi là vitamin C đấy các em. Đấy. Trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135g. Còn trong một quả cam là 0,045g. Vậy ta hỏi này, khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam? Gấp bao nhiêu lần này? Gấp thì chúng ta phải dùng phép tính gì? Phép tính gì em? À, gấp lên một số lần á, chúng ta nhớ không? Đấy, đây là người ta hỏi quá đơn giản đúng không? Vậy chúng ta sẽ trả lời được ngay đúng không? Vậy thì khối lượng này, các em viết lời giải luôn nhé. Thầy không tóm tắt cái này làm gì nữa. Khối lượng vitamin C trong ớt chuông, trong cái quả ớt chuông này, gấp gì? Gấp quả cam số lần là, được chưa? Vậy thì các em sẽ lấy cái khối lượng của thằng nào? Ớt chuông 0,135, các em chia cho thằng gì? Quả cam này 0,045. Đấy, chúng mình sẽ thực hiện phép tính chia. Đây là chia hai số thập gì? Thập phân đúng không? 0,135 này chia cho 0,045. Vậy thì mình nhìn thấy nè, ở số chia nè, phần thập phân có mấy chữ số? 1, 2, 3. Đấy, vậy thì ở đây có mấy số bị chia? Cũng 1, 2, 3. Vậy chúng mình sẽ bỏ đi. Bài toán bây giờ trở thành là 1, 3, 5 chia cho bao nhiêu? 0, 4, 5 hay là gì? Chia cho 40, 15 thôi, đúng không? Vậy thì 1, 3, 5 mà chia cho 45 thì chúng ta nhẩm xem nào. 4, 4, 4, 16, được 3 lần thôi đúng không? 3, 5, 15, viết 5 nhớ 1 này. 3, 4, 12 nhớ 1, 13. Đấy, như vậy sẽ mấy lần? 3 lần. Quá đơn giản đúng không? Đấy. Và đây chúng mình chỉ việc ghi đáp, đáp số nhé. Xong chưa? Rồi, chúng mình đến với bài số 6. Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R bằng 1,25m theo công thức C bằng 2πr. Với pi người ta cho này 3,14. Như vậy này, C bằng này 2πr. Nè, các em nhớ nè, C thì bằng 2πr. Vậy thì ở đây pi người ta đã cho này, pi cho bao nhiêu đây? 3,142. Và R đây có chưa? Có luôn này nè, nhân với 1,25. Đấy, các em chỉ việc thay cái số này vào và chúng ta gì? Thực hiện mấy phép tính nhân đây? Hai phép tính nhân này, đúng không? Đó, và mình sẽ nhân thôi. Như vậy mình sẽ trả lời, vậy thì chu vi cái hình tròn đó là, được chưa? Đấy, các em sẽ lấy 2 nhân với 3,142 nhân với nè 1,225. Đấy, như vậy thì giờ mình sẽ thực hiện hai cái lần nhân đúng không? Mình sẽ làm lấy trong đây để nhân nhé. Rồi, chúng mình sẽ nhân nè. 2 nhân với 3, bao nhiêu? 3,142 nè, đúng không? Ta cứ nhân thôi, 22 là 4 nè. 24 là 8, 21 là 2, 23 là 6. Như vậy dấu phẩy nè, được chưa? Được 6,284, giờ chúng ta nhân cho 1,25. Nhân với 1,25 chúng ta viết như thế nào cũng được. Tạm thời bỏ qua dấu gì? Dấu phẩy nhá. 4 nhân với 5 nè, chúng ta nhân đây theo đây đi nhá. 4, 5, 20 viết 0 nhớ 2. Được chưa? Thầy sẽ nhân là 3 chữ số thôi, không có nhân một loạt ở đây nhá. 5 x 8, 40.
40 nhớ 2 là 42, viết 2 nhớ, nhớ 4. 5 nhân 2 là 10, nhớ 4, 14, viết 4, nhớ 1. 5, 6, 30, nhớ 1 là 3, 31. Rồi bây giờ mình nhân số thứ 2 này. 2 nhân với 4 là 8 này. 2 nhân với 2 là... À xin lỗi, 2 nhân 8, 16, viết 6 nhớ. Nhớ 1, 22 là 4, nhớ 1 là 5. 2 nhân 6, 10, 12. Rồi như vậy anh này chúng ta chỉ việc cần viết xuống thôi. 4, 8, 2, 6, 0 này, 0 này. Được chưa? Đây là 4, viết 4 nhớ. À đây là nhớ 1 nữa là 5. Được chưa? Rồi, vậy thì ở đây là chúng ta lại nhớ 1 nữa. 1 với 5 là 6, 6 với 8. 14, viết 4 nhớ 1. 3 nhớ 1 là 4. Vậy thì 4 cộng với 4 cộng 4 sẽ là 8, 7. Mình đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Kết quả là 7,8 bao nhiêu? Từ từ. Thằng này nhớ 1, vậy thì anh này là 2 với 5. 2 với 5 là 7, 7, 8, 7, 8, 15 nha các em. Đấy, chỗ này số 15 nhá. Như vậy sẽ được 7, nè. 7,85500. Thì các em có thể bỏ hai số 0 này đi cũng được. Chúng ta chỉ cần ghi là 7,8855. 7,855. Đấy, các em muốn thêm hai số 0 nữa cũng được, mà không thêm cũng được, không ảnh hưởng đúng không? Vậy thì ở đây đơn vị là gì? Mét này. Thì chúng ta sẽ làm chu vi. Chu vi thì chỉ là mét thôi nhá. Diện tích thì chúng ta mới là gì? Đơn vị là vuông nha. Xong chưa? Đó, và các em ghi cho thầy đáp số. Rồi, đến đây thì chúng ta đã thực hiện xong được cái phần bài tập. Và ở đây cũng có một những cái phần là có thể em chưa biết á. Thì chúng ta có thể xem những cái nội dung này để chúng ta mở mang thêm về cái kiến thức của mình. Và đừng quên xem trước cái bài số 3 làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả để chúng ta gặp nhau trong cái tiết tiếp theo nhé. Hãy chia sẻ video cũng như kênh này cho các bạn đang học chung lớp, chung trường với mình nha.